cơn mơ màng của cô bán hàng. Trầm bóng của cô bán hàng trưa bên phố vắng, sao bỗng nhiên tắt lặng mấy hôm rồi mà tay tôi còn vắng trong những buổi trưa hè. Tiếng gào đều đang không vắng không vẻ mà tràn ngập cảm tình gửi nhớ đời thương. Cô gái kia áo ngắn chân khăn khăn hoàng cổ tay bưng cung bắp, miệng rau hàng không lá lơi đùa cợt, chỉ biết mỉm cười để làm duyên mua bán. Điều gợi nhớ thương nhiều một tiếng rau. Tôi nhớ thương cô bán hàng trưa không nước mơ lãng mạn, mà vì cảm ơn tiếng rau chưa đừng nổi cơ hàng. Đang đến với tôi vào những trưa trong giấc là tôi choàng dậy mua mở hàng ít trái dùng cô dây rồi quên rồi cảm mến sâu xa nên thấy nhớ khi tiếng rau vắng bặt. Hỏi vì sao không còn cô bán bắp mà mỗi trưa hè cất tiếng rau vắng. Đến giờ bao biến luận chắc nhà cô ấy đã ra trốn. Lắng nghe chân gió đi trong nắng, ngỡ bóng cô nàng ban bất trưa. Còn lui tới nữa vì tiếng rau kia đã bị vùi chôn trong khói lửa từ lâu rồi. Cô tử nàng thương tâm không trăng trôi một lời, cũng không để lại chút gì kỷ niệm. Nắng hạ đều hiu nghe trong không, hiu quỳnh nào không khi nghiêng lòng nghe kỷ niệm xa xưa, chỉ còn lại tiếng vang mờ mịt nào nùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ngủ giang lên bên cành, mà tóc lăng tiếng rau đầy quyến luyến, tôi cảm thấy như nhịp sông thiếu linh hồn. Vũ trường nhát khúc vào muốn điều, vẫn thiếu tâm tình một tiếng rau. Sáng tác của soạn giả Diễn Châu, bài hát Cô Thắm Về Làng do hai nghệ sĩ Hà Bủ Tân và Mộng Nghi trình bày. Thank you.
tâm tốt lá cho cao tổ buồn sẽ tính chuyện chồng con. Thắm bây giờ đã mười chín đôi môi, đâu còn bé bồng như những thời pháo lửa. Dù thương nào cũng xa từ nhà, thắm theo chồng qua tốt là miền xa. Ai như cô thân đi với ai giống như anh. Ấy nở ai trong đôi bàn tay lúa đồng trên xanh xanh phố nàn lúa cài tô bên đây có tràn giờ lúa lên đôi nước xe đến nhìn thuyền chờ mùa lên. Nhưng em buồn làm sao bởi có những màn trai ngày xưa tâm chia qua mà nay lại làm như xa lạ với em. Một kẻ cố chồng tâm bị đau khổ tiếc nuối vì tâm đã thành đôi. Em về đây sao bạn cũ chẳng mừng vui mà đôi mắt những niềm thất vọng. Có phải em tiếc đời con gái như loài hoa bé bồng đã có cha thì nhẹ tâm luôn nồng. Hôm nay trong khi có bà mẹ vui mừng vì được nàng dâu mới, thì có bao anh trai lại tiếp nhận tiếp nơi. Không còn biết nói gì hơn là chiếc trai phận đẹp tiên mưa. Miệng đừng quên kỷ niệm của thời xưa ông. Tội lớn cô em phải những lời cổ mẫu. Anh nắng vui mừng ngày tháng vui. Hôm nay nói nữa mà chi ta sẽ về tới nhà qua mùa lúa năm sau. Mình còn gặp lại xin đừng buồn thêm nữa. Nhìn em đi cạnh bên chồng tay đến tay anh cố anh đau. Thôi không mã mồ gì hết á. Bữa nay tao thua mày, tao hẹn mai mốt rồi tao thua luôn. Mã Quật ơi, tao thương mày nghèo mà lòng ngay giả thắng, không tham xa hoa tiền bạc chốn sang giàu. Thà chịu dãi nắng dầm mưa qua năm tháng chèo đò, không theo em gái đi làm tối mỏi cho bọn khốn tàn bạch hải sứ quân. Nỗi tủi nhục của tao là ai biểu sao, nghe vậy để kiếm tiền sanh sống nuôi thân. Mày có thương thì tha thứ cho tao, một kẻ rất thương mày có lòng sâu giả sắc. Dạ mà,
lâu lắm rồi tao mới gặp được một người biết nói ra lời phải. Mày mới đáng là bạn của tao à. Tao không giấu giếm gì đâu, chính tao là một kiếm sĩ phiêu lưu hồ khai. Vì lòng tin nên trốt chạy theo kẻ gian mà phán lại thiên hoàng. Trời mặt mày kiếm sĩ, nay thật thế xa cờ tao quá đã là một kẻ đê hèn. Tao chung kiếm làm người thả tiền, với một mưu đồ chống má lại sứ quân. Chui vào đây chịu đủ thứ gian nan, thầm cầu nguyện gặp người tô nhà. Mà danh tiếng gian lừng bốn bể, như một vị thần làm kiếp đám quân gian. Mày nói tô ngã sĩ nguyên có phải không? Phải, tô ngã sĩ nguyên, tay kiếm sĩ ngang tàn của phù tán tam đảo. Tô ngã sĩ nguyên tao cũng có nghe danh hồi mấy năm về trước, nhưng hiện giờ thì đã bạc âm tinh. Và người ta cũng có đồn rùm beng rằng tô ngã sĩ nguyên chết rồi trong chiến trận mà các bụi xa trường đã vùi dập thay thi. Và ma vậy tao khuyên mày nên có lòng, nhưng trong lại sư quân thì nên đào kim rồi chiến binh mãi mã. Chớ hơi đông mà chờ đợi sĩ nguyên, nếu chưa có đủ tài thì tìm chỗ học thêm, sau lại đi giam thân công kiếp tư sống nhục nhằn. Oh,
trăm người tục mới được một người thân. Làm chi cho lễ đắm đôi mê của người
tim não đùng trong sương lạnh, và đêm cao nguyên cũng tắt lịm ánh trăng. Ngồi uống rượu cần già nghe tiếng hát của châu Phan.
gần anh nghe anh nói nè. Không, mai mốt em sẽ chiều anh nhiều hơn thế nữa. Chia tay khúc đông sao rồi vẫn thấy nụ cười e thẹn của cầu phàm. Chị Giao, có tôi đến đây thăm chị và trao cho chị hộp thuốc của anh Nhu. Đừng ai nhắc tới tên Nhu, vì tôi không muốn nghe tên ấy nữa. Chị Giao, xin khuyên chị đừng buồn giận anh Nhu, vì tôi biết anh yêu thương vợ còn hơn cả tấm thân đài đọa một tên tôi. Chú là ai? Tôi là Hai Lộc, rất mến anh Nhu trong tình bạn lâu ngày. Chính hồi trước tôi ở trong băng của anh, chuyên đánh người bằng ông khóa với buồn lâu. Nhưng sau này tôi làm thợ sửa xe hơi, nghe lời anh làm ăn lương thiện, tôi đến đây là do lời anh dặn tìm chị Giao khi anh dán đi rồi. Đừng, chú đừng nói gì với tôi, vì tôi đã có ý định rồi. Tôi cương quyết bỏ Sài Gòn về Rạch Giá làm ăn và đoạn tuyệt với anh Nhu. Để xin phép chị cho tôi dùng số tiền 100.000 của anh Nhu mà chị đã gửi cho tôi để dùng vào việc minh oan cho ảnh. Đã vậy rồi còn minh oan gì nữa. Nhưng sự thật khác hơn, thằng Lộc này cam đoan với chị, dầu anh Nhu cứ khăng khăng nhận tội, nhưng chắc chắn anh sẽ được minh oan và trở về với chị. Về với tôi? Không, không bao giờ anh Nhu có thể về với tôi. Khi tôi cương quyết trốn xa thành thị, anh Nhu không thể về với tôi. Khi anh đã tự ý bỏ rơi tôi và dừng dừng bôi xóa mọi câu thề. Khi anh ra đi thì tôi chẳng mong chi ngày anh trở về. Hai dấu thẹo trên tay hai đứa đã nói nhiều đến tình. Anh với tôi từng sống kiếp nổi trôi, không định hướng giữa bụi đời nhớ bồng. Được gặp nhau giữa lửa binh cuồng loạn, yêu quỷ phố nghèo mà hai tôi nương náu. Cô qua tay biên đô, cô sống cảnh không nhà. Anh với chị mà gặp nhau thì càng phải thương nhau thân thiết, chứ sao chị lại tin xa anh Nhu. Vì chú ơi, sau khi cái sáng nghiệp nhỏ nhoi biến thành tro bụi, thì tôi mới thấm thiết sự tan quang của những công lao xe cát giả tràng. Mà công dựng lên bằng hành động điếm đàn trên đổ nát, không còn gì nữa. Chúng tôi bắt đầu tạo lại tương lai, cắt mau tay xóa bỏ ngày qua, cố xây dựng cuộc đời tươi đẹp. Nhưng anh vẫn vùi chôn ước thề, thì mong tiếp tục quãng đường mai. Chị Giao hết sức đúng, nhưng chị nghĩ lại rằng chị có bổn phận dùng mọi cách để lôi kêu anh Nhu nếu ảnh có đi lạc hướng. Phải, tôi biết, tôi cũng biết trách nhiệm mình như vậy đối với người chồng trong cảnh lao. Còn con phải nghĩ tới con,
phải tìm mọi cách lo cho ngài sanh nở. Nên tôi về quê cô bà con gần gũi, dầu bề nào xoay trở cũng dễ hơn. Sống lại nghề bán thuốc sơn đông cũng trống khách, cùng làm trò biểu diễn. Về mà vui mà lãng quên kỷ niệm của Sài Gòn gió bụi lang thang. Tôi cố quên dĩ vãng tôi tâm để vùi chung tất cả chuyện buồn lòng. Chị dâu ơi, tôi biết chị cố vùi chung dĩ vãng và không bằng tâm đến câu chuyện tình. Chị muốn dứt khoát tâm tư với những cảnh bất bình, vô vật chất kim tiền lôi cuốn và xóa nhòa hầu hết thương tâm. Sài Gòn nay đầy sóng cuộn bão dân, bị chìm ngập trong dòng thác bạc. Chị khiếp sợ nên đi tìm lối thoát, khi Sài Gòn đã cướp mất anh. Muốn bình yên nuôi dưỡng bào thai, chị không sợ núi dưa lao khổ. Tình cảm mấy thiệt là cao cả thì chị đã về đâu mà chờ mà đương. Tôi chắc chắn sẽ về, mà thôi chị hãy vào trong rửa mặt cho khỏe đi rồi sẽ tính. Lộc Kiều anh Nhu, Lộc anh Nhu, Lộc Lộc ơi, tao vừa trốn họ tới đây để thăm mày mảnh giỏi và hỏi coi vợ tao đã về quê hay còn. Nó sanh nở hay chưa nghi và cuộc sống có vuông tròn. Nằm trong khám tôi đếm ngày đếm tháng mà nhớ nhàng và thương vợ lo con. Lộc ơi chừng nó sanh mày nhớ lui tới dùng tao, dầu xa mấy mày cũng đừng bỏ nó. Vì đời của tao vô thân nên chỉ còn cậy trong sự giúp đỡ nơi này. Tôi đã giúp anh, đang giúp anh và sẽ mãi mãi giúp anh cho tới ngày anh sum hiệp. Vậy mày cho tao biết vợ tao nó có nhận được 100.000 đồng của tao gửi cho nó không? Có không? Có nhận được không hả Lộc? Có hả? Có nhận thiệt hả Lộc? Nếu vợ của tao nó có nhận 100.000 đồng của tao gửi cho nó thì tao rất vui mừng, dù phải lãnh án 15. Nó nhận tiền là nó vẫn còn thương tao, nó vẫn chờ đợi đến ngày tao trở lại. Xin cầu trời cho vợ tao khỏe mạnh, có dư tiền mà lo nghĩ lắng nuôi con, để ngày sau nó không thất học và đi quan cùng như tao vùi dập nửa đời. Còn phần nợ duyên của tao có ra sao thì tao cũng phải vẫn ngậm cười, không than gian và cũng không oán hận hay tội nghi buồn vì số phận long đong. Tôi rửa mặt rồi, thôi bây giờ để tôi sửa soạn qua ông chủ thăm cô Mai rồi về luôn Rạch Giá. Dạ, chị cứ trở vào trong sửa soạn đi rồi về. À dạ, em vô. Hả? Chứ gọi tôi hả chú Lộc? Dạ, dạ không, anh xin lỗi nè, anh gọi chị đó. Ủa, sao anh biết tên tôi mà gọi, sao lạ vậy chú, hả? Dạ không phải gọi chị mà anh gọi tôi để mượn con dao đem ra đường sửa xe chi đó. Tôi chưa
say qua hồi nên ảnh hoảng hồn vì sợ chỉ không cho. Có gì đâu mà sợ, để tôi vô kiếm con dao cho mượn nè. Dao biết không dao, tôi nhớ thương em nhưng tôi chẳng dám nhìn vì sợ em phi đau khổ khi phải nghẹn ngào tiếp tục chia ly. Chỉ ra kia con dao nè anh. Thôi mà, cho mượn làm gì anh cãi sữa bị bà hư hết bây giờ. Chú sợ làm hiểm à, tôi cho mượn nè. Anh cứ lấy làm gì thì làm đi. Con dao nè anh xích lô. Dao thì... Em dao. Ai? Nhu. Nhu. Không phải anh Nhu. Anh đây. Anh Nhu. Em dao. Em dao. Thôi, gặp nhau đây coi như là ảo mộng, thì xin anh đừng gọi đến tên tôi. Một thiếu phụ đơn tôi đã cạn lệ chia liều, còn đâu để khóc cho người. Có vui chung một cơn ác mộng, để lòng vào đây là để thăm thằng Lộc, nhưng anh có ngờ đâu lại gặp vợ. Thôi xin chúc em ở lại yên lành. Đừng cầu, đừng chúc, đừng nói, đừng nói, đừng khiêu gợi những gì tôi cố trốn. Chỉ dâu khi cách mặt thì cố tình xa lánh, nhưng đã gặp nhau thì tại sao chị nỡ bỏ chạy đi, để cho anh nhu thêm nỗi xót xa quằn quại khóc chia liền. Anh lén trở về đây rồi mãi mãi không mà về, nếu vụ án không minh quan được thì đến trọn đời chỉ sẽ mất anh. Chị hãy nghe tôi mà nói một vài câu để an ủi người thù thương vợ. Hãy báo tin về đứa con trong bụng mẹ mà anh nhu luôn cầu nguyện nó ra đời. Con tôi, tôi biết phải nói làm sao về đứa con vô phúc ấy, khi nghĩ lúc chào đời nó không có người cha. Đó là nỗi xót xa không phải riêng chỉ mà kẻ làm cha càng đau khổ hơn. Vì tôi biết chắc anh Nhu đã quá yêu con thương vợ nên lặng thầm chịu nhục hy sinh. Một ngày kia tan bóng mây đen, chỉ sẽ thấy bình minh lố vàng. Đôi với tôi anh Nhu là bạn, nhưng thâm tình hơn cốt nhục để huynh. Tám tháng nay tôi tìm hiểu mọi căn nguyên đã đưa đến cảnh đời ngang trái. Tôi theo dõi và đã tìm ra tia sáng nên đang nhờ luật sư lo vụ án quan này. Em giao anh. Ủa kìa, thầy Phó trở lại. Thầy Phó trở lại bắt anh. Thôi anh đi, vĩnh biệt em, anh đi nha. Anh Nhu, anh Nhu, anh Nhu ơi.
cây man dở loài mà quái ngu si. Ta yêu em lầm lỡ, bây giờ đường nào đi? Em yêu ma quỷ dữ đã đến gieo sầu thương. Em là cây cỏ em đến gieo buồn thương. Tôi đã trao em để còn gì đâu trong chim bao mộng mì. Có phải em là gái hồ ly từ ngôi cố mộ đến với anh trong những đêm đốt lửa mong chờ? Hình ảnh dây nhân như sương khói mịt mờ, ôi những nụ hôn từng cháy làn da thịt ta bỗng rợn người khi gió lạnh vào khuya. Gần bên nhau trong khoảnh khắc đầy mê, để rồi suốt đời ta là một chuỗi ngày buồn. Thương nhớ âm thầm theo những bước chân quan, tất cả trao em để duyên mình lỡ giờ. Anh ơi,
thương đầy khát dòng. Anh đã uống cạn vì yêu đương trên làng mối thơm mộng như say sưa hương rượu. Sợ tình yêu và sợ nỗi lạnh lùng, anh sợ lắm đôi vòng tay khờ dại siết chặt hồn mình trong biển nhớ mến. Nổ hôn đầu làm tê dài hồn em, trái son phấn trái đường qua vực thầm. Cho em xin được một lần được sợ rồi hương vị phù qua. Đừng bỏ tôi trơ trọi giữa đêm mơ, tôi nhớ lắm mùi hương da thịt cũ. Phim nhạc đau tai lệ sương mở vũ trụ, còn sợ mình lầm lỡ nữa không anh. Phúc thoát trần làm nô lệ yêu đương, đời còn tôi vẫn là tôi của mùa đông giang phở. Đừng mang đi những đốm lửa ân tình, dù đốm lửa tàn làm cay mắt bởi cho than, anh cũng được ấm lòng trong khoảnh khắc. Em ơi nhan sắc lệ kiều, em mãi yêu nhiều anh thêm nữa đi. Thầm có một chàng thiếu niên nơi đó thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Đình mền xuôi khiến em sắp đặt chuyện tình cờ, chẳng hẹn mà nên thơ. Cô em cười tươi thắm, mời anh mua chôm xa gần gần cháy xôi dầu. Bận rộ chôm mà khách theo trong lòng, khách đường xa chờ ai mà đứng lặng khi chuyến xe chiều lẫn bóng giữa hoàng hôn. Lựa câu gì để được làm quen sở, buổi đầu tiếng lời chẳng trọn lời. Trong mưa chiều lạnh lắm anh ơi, đường vắng xa xôi em phải về xóm cũ. Thank you.
niềm vui thay tiếng chào liên trong theo tà áo. Để rồi nghe dân dương khi hay người bạn gái có cô em là mời em vào quán nhỏ gió yêu yêu dân mắt cả mưa buồn sẽ sống tiền giang. Hai đứa ngồi gần trên xuồng mái đuôi tôm, mưa lái phái nhạt nhòa thôn xôn vắng. Mười ngón tay tìm nhau trên bến mộng, tình đã nặng tình với sông rộng trời cao. Mong sao mai sau đời ta luôn có đôi như những ngày mới gặp nhau. Đưa anh sao sông vào vườn chôm chôm chim bay xuống ghé mái đôi tôi. Vườn say trái ngò tình mình cũng thật đậm đà. Đời vui sớm chiều dù nghèo vẫn đẹp nhìn hoa. Tương lai mình như thế anh đi làm ông giáo và em buôn bán chôm chôm. Tôi đứng cạnh bên em dưới gốc chôm chôm cuối mùa chín ân, nhìn tóc em bay gió dần, đôi má thắm tình đầu tiên gửi lại bên lòng. Xin trả lời tôi bằng hai tiếng đợi chờ, hãy chờ tôi kể người mai mối đến tận nhà nàng chơi lễ vật cầu hôn. Tình ai đó đừng như là nước mà có thủy triều mang mát chảy về xuôi. Nhìn em sao xuyến hồn tôi thương, bàn tay nhỏ thương đôi má hồng. Vì người yêu thuở xưa đã trở lại tìm nàng với lệ vật cầu hôn. Bên nhau lòng phai phai tên yêu vời vắng lối. Tình đẹp mùa chôm chôm anh đến đây rồi em đành giả chưa em.